Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Shopco TV. Hôm nay Shopco TV muốn chia sẻ cho các bạn một trong những dòng lan rất là tiêu biểu và đặc sắc của những người chơi phong lan, hầu như ai ai cũng trồng. Đó chính là những cây ngọc điểm, hay thường gọi là nghinh xuân, đai châu. Người miền Bắc thì gọi là đai châu, người miền Trung thì gọi là nghinh xuân, người miền Nam gọi là ngọc điểm. Nhưng mà các em chỉ có chung một loại lan mà thôi. Dòng lan này thì sẽ chia ra làm hai loại, một hàng rừng và một dòng lan Thái. Hàng rừng thì là các em chỉ có một màu, đó chính là màu trắng tím, hay gọi là màu đốm truyền thống mà thôi. Nhưng mà những cây đai châu Thái do người Thái Lan lai tạo ra, các em ấy có mấy chục màu khác nhau, như là gì, đỏ này, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng, hồng sắc pháo, đỏ sắc pháo, rất rất nhiều khác nhau. Trong dòng đai châu thì lại phân ra rất là nhiều loại lá nữa các bạn nhé. Lá dài, lá chỉ thiên, lá mít, lá xếp, mít xếp rụt rịt, mít xếp đồng xu. Rất là nhiều kiểu lá khác nhau, mỗi kiểu lá thì lại tương ứng một giá tiền khác nhau. Nhưng cái lô này, Sóc Cò muốn chia sẻ cho các bạn là những cây đai châu Thái, lá mít xếp. Lá mít là bản lá nó phải lá ngắn và to. Lá xếp tức là sao? Là lá nó phải xít khép vào với nhau. Cây này là cây vừa mít vừa xếp, nên vì vậy mà là thuộc dòng là những dòng lá đẹp. Cây này là cây năm thứ 3 và bắt đầu là nhà vườn xuất cho chúng ta. Thì cây này là hiện tại Shop có đang chia sẻ là một chậu đai châu Thái lá mít xếp với giá là 135.000 một chậu. Các bạn mà mua combo 5 cây là Shop có sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Còn nếu các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây là phí ship là 40.000. Cố gắng giúp Shop có là đi 5 cây để được miễn tiền ship. Còn về cái cách trồng cây đai châu Thái này đó thì các em mới rất là dễ. Đó chính là các bạn về, các bạn để nguyên chậu mổ này, các bạn cho sang chậu đất lung, các bạn chèn thêm giúp Sóc Cò là ít miếng than nữa. Dòng này rất là ưa ẩm nên vì vậy mà các bạn cứ tưới thật là đấm thì em sẽ ra rễ. Lá của em sẽ ăn căng tròn nước, nó sẽ to ra rất là nhiều. Đấy cũng vậy này. Hoặc nếu như mà các bạn mà có khúc gỗ lũa đó, các bạn sưu tầm được khúc gỗ lũa giống như Sóc Cò chẳng hạn, thì các bạn cũng để nguyên cái chậu mủ, chúng ta để lên trên đây chúng ta ghép, các em vẫn ra rễ bình thường. Đây Sóc Cò cũng để bình thường. Đây em vẫn đang ra rễ lá mít xếp rất là đẹp. Sóc Cò sẽ gửi toàn quốc nhé, nhận hàng thanh toán tiền cho anh shipper. Các bạn nhận hàng các bạn mang cái thước đó các bạn đo giúp Sóc Cò nhé. Cây Sóc Cò gửi cho các bạn là ít nhất cây cũng phải là được 4 cặp lá trở lên. 4 cặp lá, 1 2 3, 4 cặp lá đó. Và bản lá của em là rộng ít nhất là phải được gì? Được 4 cm. Bản lá rộng ít nhất phải được 4 cm. Và cây 4 cặp lá, khoảng cách giữa đầu lá bên này tới đầu lá bên này là các em rơi vào khoảng từ 25 cho đến 30 cm. Cây này là khoảng cách giữa hai đầu lá là khoảng là 30 cm. Đó, nằm trong khoảng đấy. Cây được 4 cặp lá. Tất cả những cây này các bạn trồng thì đến Tết 2025 các em sẽ cho ra bông. Bông của dòng đai châu Thái Sóc Cò chia sẻ cho các bạn có rất là nhiều màu. Rất rất nhiều màu, nhưng mà những cây này là cây Sóc Cò không có lựa chọn được màu. Khi mà cây đai châu Thái mà chưa có ra màu đó thì chúng ta không có thể nhìn vào lá mà chúng ta đoán được, bởi vì nó có mấy chục màu khác nhau, rất là dễ bị trùng lặp. Nên Sóc Cò chỉ hứa là lựa cho các bạn kiểu màu như thế này này. Mọi người mua 5 cây, Sóc Cò sẽ lựa 5 kiểu màu lá khác nhau. Ví dụ như cổ lá này là gì? Cổ lá màu đỏ này. Cổ lá này là gì? Cổ lá màu trắng xanh sạch này, nó sẽ ra hai màu. Hoặc như cổ lá này gì? Sẽ chấm li ti màu ửng hồng là 3 màu. Hoặc là như em này chẳng hạn này, em này hơi nhạt một chút xíu nhưng mà nó vẫn có chấm li ti là 4 màu. Đó, mình lựa nhiều kiểu lá khác nhau nó sẽ sổ ra màu khác nhau, chứ không thể bảo hành chuẩn 100% khi cây lan chưa ra mặt bông được. Đấy là mình không có làm được. Cây khỏe mạnh, bản lá. Những cái cây này là Sóc Cò sẽ cắt nước đi và mới gửi hàng cho các bạn. Đến tay của các bạn thì cây sẽ hơi bị héo một chút xíu. Cái điều đấy là chắc chắn, bởi vì nằm trong thùng hàng là 3 đến 4 ngày không có tưới nước thì cây sẽ hơi héo chút xíu. Nhưng mà về các bạn chăm cho giúp Sóc Cò khoảng 1 tuần thì cây nó sẽ căng lá lên. Chứ nếu mà cho ăn căng lá như thế này, Sóc Cò gửi hàng đi rất là dễ bị tỉ lệ, rất là dễ bị thối. Và lá nó cứng rất là dễ bị gãy, giòn. Bắt buộc phải cắt lá, cắt nước, xin lỗi. Cây rất là đẹp, 135.000 một chậu. Tất cả các bạn trồng những chậu này Tết sẽ cho ra rất là nhiều màu sắc khác nhau. Đai châu Thái là cái dòng mà nhiều người yêu thích, bởi vì rằng các em có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Còn đâu là có thêm một cái điều này nữa nè, rất là nhiều người thắc mắc của Sóc Cò tại sao gửi hàng cho cây
bị lối lá như này. Cái này là gọi là cái thùy lá nhé, nó không phải là bị lối. Cây nào cũng phải có cái thùy lá như thế này. Thùy lá. Đó, không phải bị lối đâu nhá. Đây vậy này. Đó. Cái cây mà không có cái thùy lá này mới là cái cây đáng sợ đó. Còn đâu là trên cái cây này là dòng giữ ẩm, nó rất là ẩm ướt nên vì vậy nó có cái rêu này mọi người này. Mọi người cần trà giúp sóc con này nó ra thôi à. Cái rêu nhá, đây ngoài là bệnh nhá, trà này. Bởi vì là ở trong vườn lúc nào cũng ẩm ướt mà, nó rất là dễ có nhiều rêu. Đã trà lên hết thì không phải bệnh tật gì đâu. Quan trọng là sóc cò sẽ gửi cho mọi người là những cây khỏe mạnh, không có bị lối lá. Dòng này mà ăn, dòng này mà muốn đẹp á thì ít nhất là phải 2 năm nữa em mới ra được thêm 4 đến 5 cặp lá nữa. Thì là được 10 cặp lá thì lúc đấy nhìn nó mới đẹp. Chứ hiện tại cây này thì chỉ là xay nhỡ mà thôi. Các bạn trồng những cây này đến Tết là sẽ ra thêm 1 cặp lá nữa. Rất đẹp. Đây châu Thái lá mít xếp. Mọi người nhớ từ mít xếp giúp sông cò nhé. Mình bán là bán cây mít xếp. Mít là gì? Là lá là phải to và ngắn. Chứ lá dài thì đấy là lá rẻ tiền. Hơn thì sông cò không có bán. Cái đấy gọi là lá dài hay là lá chỉ thiên đó, thì sông cò cũng không có bán. Lá mít là phải là ngắn nhé. Và lá to. Cây rất là đẹp, nhiều màu sắc. Củ lá này khác nhau này. Sẽ ra một màu khác này. Củ lá này sẽ khác này. Mọi người thấy không? Đó, sóc cò sẽ lựa kiểu lá khác nhau sẽ sổ ra. Chứ sóc cò không có hứa chắc là lựa cho mọi người là cây đỏ sắc pháo, hồng cánh sen hay là màu blue. Là điều đấy là sóc cò không có làm được. Mà nếu mà có làm được điều đấy thì đấy chỉ là nói xạo mà thôi. Sóc cò chỉ chia sẻ những gì mà sóc cò biết chứ không có nói tào lao. Còn về cách trồng thì rất là đơn giản, giữ ẩm. Giữ ẩm thì cây sẽ ra rễ rất là mạnh. Vườn các bạn mà chưa có những cây đai châu mà là biểu tượng của những người chơi phong lan thì nên sưu tầm những cây ngọc điểm nghinh xuân này một vài chậu và chơi trong vườn, hương rất là thơm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.